88, quân Khanh liệt ảm đạm. Theo canh mà một thanh âm vang lên, bên ngoài hiển nhiên là động nổi lên tay tới, y diễm đuôi lông mày hơi tròn. Nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đang ngồi ở mép giường dựng lỗ tai nghe náo nhiệt Phượng Đế Thu. Không nghĩ nàng mới vừa nhìn ra, Phượng Đế Thu liền ánh mắt vừa chuyển nhìn hướng về phía quân Khanh liệt thở dài một tiếng, nói ai, cái này cái gì Mạc Vân Ly, lớn lên nhân mô nhân dạng. Lại mỹ kỳ danh rằng phong lưu hỗn thế giai công tử, đỉnh cái thiên trụ thừa tướng. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền danh hào, nguyên lai thế nhưng đều là lừa những cái đó không ra khỏi cửa khuê trung tiểu cô nương, hắn căn bản là cái thân bất do kỳ. Bên cạnh ngồi xổm cọp mẹ, hoàn toàn làm không được chính mình chủ tiểu bài kiểm sao, thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc. Quân Khanh liệt nghe vậy đôi mắt cũng chưa chớp một chút, mặt lộ vẻ thổn thức phụ họa nói, đúng vậy, thường nghe người ta nói thiên trụ thiếu niên thừa tướng kinh thải tuyệt diễm. Phong lưu phóng khoáng, con người tao nhã thâm chí, là có đại tài chi tuấn kiệt, không nghĩ tới ai, này còn không có đại hôn đâu, đã bị hôm nay trụ quốc công chúa quản thành như thế bộ dáng. Như vậy sợ nữ nhân, này nếu là đại hôn còn không được bị liên hoa công chúa cấp buộc ở thạch liệu váy sau. Quân Khanh liệt cùng Phượng Đế Thu nhất ngôn nhất ngữ mà nói mát, hảo không che giấu mà hướng Mạc Vân Ly trên người bôi đen, hơn nữa rõ ràng những câu đều là nói cho nàng nghe. Y Diễm nghe vậy thấy hai người biểu tình vô cùng thổn thức. Phảng phất có bao nhiêu đồng tình Mạc Vân Ly giống nhau, lại phảng phất ngồi ở cùng nhau thản nhiên xem mọi người chăm thái thỉnh thoảng bình điểm một vài lão hữu giống nhau. Thật giống như hai người mới vừa rồi đối chọi gay gắt, ngôn ngữ bất hòa đều là Y Diễm ảo giác giống nhau. Y Diễm không khỏi trừ trừ khóe miệng, tiếp theo mới khẽ cười một tiếng, nói, nhưng ta lại cho rằng Mạc công tử là vì thật nam nhi, này sợ tức phụ nam tử nguyên liền có hai loại. Một giả là bất khí đoản, thật sự bị nữ nhân áp gắt gao, loại này nam nhân tự nhiên gọi người coi thường mắt. Y Diễm bất quá là nhìn quân Khanh liệt cùng Phượng Đế Thu hai người nhất ngôn nhất ngữ bố trí Mạc Vân Ly khá buồn cười, lúc này mới sẽ nhịn không được cắm thượng một miệng. Ai ngờ Phượng Đế Thu thế nhưng sẽ như thế vô lại, lập tức biến sắc mặt đi theo đại tán Mạc Vân Ly. Tiếp theo còn làm cho quân Khanh liệt mặt liền biểu khởi thâm tình tới. Bị hắn như vậy một nháo, quân Khanh liệt mới vừa rồi kia thanh hỏi tự nhiên kích không dậy nổi Y Diễm trong lòng nửa điểm gợn sóng. Nàng trước mắt giờ phút này chỉ còn lại có nam nhân chợt khinh gần lại đây, một đôi thanh liệt trung hơi mang ghen tuông, rồi lại không thiếu nóng rực đôi mắt. Tưởng tượng thấy này trưng hơi mỏng ra người mặt nạ, sau bỏ đi che giấu sau nam nhân hẹp dài nếu yêu mắt Phượng, Y Diễm nhịn không được mặt lộ vẻ kiêu sắc. Quát lên, ai phải vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi đã nói như vậy, kia Mạc Vân Ly thật đúng là tính thượng ngươi đồng đạo người trong, chúng ta chi kỷ, hiện giờ chi kỷ gặp nạn, bị như thế hiểu lầm. Sao không thấy ngươi đi ra ngoài giúp đỡ nhất bang, ngược lại ngồi ở chỗ này mắt lạnh xem diễn. Hắn nói xong đột nhiên cúi người để sát vào Y Diễm, ý cười ngâm ngâm rồi lại vô cùng thâm tình nói, này liền như là gia ta đối đãi Diễm Diễm là một đạo lý. Diễm Diễm nói cái gì ra đều nguyện ý tin tưởng, Diễm Diễm kêu ta làm cái gì ra đều vui mừng cao hứng, Diễm Diễm đó là mắng ta đánh ta, gia cũng mỹ tư mỹ vị. Diễm Diễm liền tính là không vì gia sinh nhi dục nữ, gia cũng nguyện ý mọi chuyện nhân nhượng, bao dung cùng nhường nhịn. Y Diễm bất khóa là nhìn quân Khanh liệt cùng Phượng Đế Thu hai người nhất ngôn nhất ngữ bố trí Mạc Vân Ly khá buồn cười, lúc này mới sẽ nhịn không được cắm thượng một miệng. Ai ngờ Phượng Đế Thu thế nhưng sẽ như thế vô lại, lập tức biến sắc mặt đi theo đại tán Mạc Vân Ly. Tiếp theo còn làm cho quân Khanh liệt mặt liền biểu khởi thâm tình tới. Bị hắn như vậy một nháo, quân Khanh liệt mới vừa rồi kia thanh hỏi tự nhiên kích không dậy nổi Y Diễm trong lòng nửa điểm gợn sóng. Nàng trước mắt giờ phút này chỉ còn lại có nam nhân chợt khinh gần lại đây, một đôi thanh liệt trung hơi mang ghen tuông, rồi lại không thiếu nóng rực đôi mắt. Tưởng tượng thấy này trưng hơi mỏng ra người mặt nạ, sau bỏ đi che giấu sau nam nhân hẹp dài nếu yêu mắt Phượng, Y Diễm nhịn không được mặt lộ vẻ kiêu sắc. Quát lên, ai phải vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi đã nói như vậy, kia Mạc Vân Ly thật đúng là tính thượng ngươi đồng đạo người trong, chúng ta chi kỷ, hiện giờ chi kỷ gặp nạn, bị như thế hiểu lầm. Sao không thấy ngươi đi ra ngoài giúp đỡ nhất bang, ngược lại ngồi ở chỗ này mắt lạnh xem diễn. Y Diễm giờ phút này lệ dung nhiễm xích mặt nếu đào hoa kia quỳnh tư hoa mạo nhân giờ khắc này thẹn thùng mà càng thấy côi tư diễm giật quả nhiên là nghiên tư thiếu lệ. Tuy là tức giận nói, nhưng lại giận lớn hơn bực, quân Khanh liệt nhìn ở trong mắt không khỏi thần sắc buồn bã. Thần ảnh cũng hiện ra xuống dốc tới, hắn sớm biết rằng nàng thanh lãnh dung nhan, định cũng có thể giống này nàng hoài xuân thiếu nữ lộ ra nghi hỉ nghi giận thái độ tới. Cũng không ngừng một lần mà tưởng thật là như thế nào phong hoa tuyệt đại, đẹp như diễm hà. Nhưng hôm nay hắn nhìn tới rồi, lại chưa từng giống lại là khẩu so hoàng liên khổ nửa phần.
Vì sao lệnh nàng lộ ra này loại thần thái chính là một cái khác nam tử? Quân Khanh Liệt cơ hồ là lần đầu tiên, ở sau khi thành niên nhấm nháp tới rồi đố kỵ tư vị, như vậy mãnh liệt, như vậy chua xót cùng buồn khổ. Phượng Đế Tu lại sớm đem Quân Khanh Liệt ném tại trên 9 tầng mây, hắn rõ ràng cảm nhận được y diễm lần này sau khi bị thương đối hắn tựa lại có chút bất đồng. Ít nhất nàng trong lòng dựng rào đã ở dần dần hướng hắn rộng mở. Xem ra nữ nhân vẫn là yếu ớt chút càng đáng yêu. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nháy mắt Phong Tình Hiền lộ y diễm, lộng lẫy con ngươi lóe vài cái. Lúc này mới nói, diễm diễm lời nói thật là, gia tự nhiên là muốn đi giúp ta bối chi kỳ tiêu trừ phiền toái, huống chi gia mới không muốn cái kia gọp mẹ đem diễm diễm hiểu lầm thành Mạc Vân Linh người. Liền tính là thế nhân hiểu lầm, diễm diễm tên cũng chỉ có thể cùng gia đặt ở cùng nhau. Hắn nói xong, người chợt lóe liền ra phòng, lần này đảo khôn khéo, trước khi đi không quên cường ngạnh kéo Quân Khanh Liệt nói, thái tử điện hạ cũng tới làm chứng nhân. Trong viện, từng đạo tiên ảnh đan xen ở kiếm quang bên trong. Cũng không biết là Mạc Vân Ly không dùng ra toàn lực, vẫn là Tô Hoa Nam thật sự lợi hại, chỉ thấy tiên ảnh như quầng sáng tầng tầng từ nàng cổ tay gian bạo khởi. Che trời lấp đất hướng Mạc Vân Ly trên người cuốn, Mạc Vân Ly kiếm quang quét hồi tiên ảnh, nhất thời keng thanh không dứt. Phượng Đế Tu bắt Quân Khanh Liệt ra phòng, ôm ngực nhìn một lát lúc này mới dương giọng nói, tấm tắc ta nói kia cái gì Liên Hoa công chúa, người sáng suốt đều nhìn ra ngươi nam nhân nhường ngươi. Ngươi liền tạm thời thu ngươi uy phong đi. Các ngươi phu thê ve vãn đánh yêu. Leo lên nóc nhà lật ngói, ra không công phu phản ứng, nhưng là tốt nhất cấp ra đổi cái chỗ ngồi, ra nữ nhân mệt mỏi, đang muốn ngủ. Các ngươi thật sự là quá xảo. Lại nói, ta khiến nữ nhân thân chịu trọng thương, còn không đều là bị ngươi nam nhân sở mệt, nàng tốt xấu cũng là ngươi nam nhân ân nhân cứu mạng. Cái kia cái gì Liên Hoa công chúa, ngươi như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng có phải hay không cũng quá sách không rõ điểm. Nghe nói Phượng Đế Thu nói, vứt ra một tiên Liên Hoa công chúa quét Phượng Đế Thu liếc mắt một cái, tiếp theo ánh mắt ngẩn ra, lại là sinh sôi quên mất trong tay động tác. Thế cho nên Mạc Vân Ly nhất kiếm chọn tới, đem nàng trong tay từ Kim Thiên mang phi, nàng mới đột nhiên thả người nhảy lại đem roi cuốn xoay tay lại chung. Như hành vân thân ảnh ở không trung nhoáng lên mà rời khỏi cùng Mạc Vân Ly tranh đấu, dừng ở trong viện. Tiếp theo nàng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm hướng Phượng Đế Thu, đã nhìn thanh hắn thanh tuấn lại lược hiện bình thường khuôn mặt sau, nàng lại ngẩn ra hạ, lúc này mới nhấp môi dưới. Mới vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh, nàng còn tưởng rằng nhìn thấy người nọ, nàng liền nói sao, người nọ giờ phút này lại sao có thể xuất hiện ở Trung Tử Quốc huống chi. Khí chất diện mạo cũng kém quá nhiều quá nhiều. Tô Hoa Nam bình phục hạ hơi loạn tâm thần, lúc này mới ngạo nghễ nhìn chằm chằm Phượng Đế Tu. Nói, bổn điện hạ cha quá thịnh y diễm căn bản là không biết võ công. Nàng một cái tầm thường khuê các nữ tử bị người khinh nhục mười mấy năm, như thế nào có thể làm biểu ca ân nhân cứu mạng. Ngươi là người phương nào, tại đây khẩu xuất cuồng ngôn đối bổn điện hạ bất kính. Phượng Đế Tu nghe vậy trên dưới nhìn quét mắt Tô Hoa Nam, nói, đều nói làm nữ nhân không có ngực ít nhất sẽ có đầu óc, người nữ nhân này như thế nào hai dạng khác biệt đều không có. Tấm tắc. Phượng Đế Tu nói xong, ôm ngực vô cùng đồng tình mà nhìn hướng Mạc Vân Ly. Này Liên Hoa công chúa tướng mạo là cực kỳ không tầm thường, nàng dáng người cao gầy, chân dài eo thon, làn da là cực kỳ khỏe mạnh mang chút mặt sắc, da thịt lại phi thường tinh tế, ngũ quan tinh xảo. Nhưng thật ra nếu hoa mẫu đơn kiểu diễm động lòng người. Một đôi mi là nhất hiện nữ tử nhu mị liễu diệp tế mi, nàng tựa ngại kia mi quá tú khí, phản dùng đại bút nhô thô chút, mắt hạnh vũ mị, con người cực kỳ sáng ngời, ánh kia hắc mi. Thật sự là yêu đào nùng lý, nùng diễm đến ích. Rất mũi tiểu xảo, môi đỏ diễm lệ, phong lưu hàm xúc. Là cái khó gặp kiện mỹ hình đại mỹ nhân, giờ phút này một thân nam trang trang điểm. Một kiện thiên màu tím đen vân vân tay áo rộng đại bảo, eo hệ huyền sắc hắc ngọc mãng mang, càng là đem nàng hân lớn lên thân hình, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Còn có một đôi thẳng tắp mà đường cong duyên dáng chân dài cấp đột hiện cái rõ ràng. Chỉ tiếc cũng không biết là nàng nhân xuyên nam trang cho nên đem phần eo buộc chặt lên, vẫn là nàng bản thân liền mỗ bộ phận phát dục không tốt. Nàng ngực thật sự cùng nam tử giống nhau có vẻ bình thản chút. Liên Hoa công chúa bị Phượng Đế Tu như thế một chế nhạo, thằng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một roi hướng Phượng Đế Tu ném tới, nói, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là nói, ta diễm diễm nếu thật là tầm thường khuê các nữ tử, lại sao có thể lệnh phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ vô song ra lọt mắt xanh không thôi. Như thế nào chịu có thể bị Mạc Vân Ly tôn sùng là thượng tân, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt Mạc Vân Ly đó là kia chờ vừa thấy sắc đẹp liền dịch bất động chân người.
liền như vậy đơn giản đạo lý đều tưởng không rõ, sách không rõ thượng nơi này nháo, hoa sen công chúa thật sự là gọi người. Phượng đế tu một mặt dương giọng nói. Một mặt chợt lóe thân né tránh Tô Hoa Nam một tiên. Tô Hoa Nam thấy hắn thân thủ nhanh nhẹn, tuyệt phi bình thường, giờ phút này liền cũng đoán được trước mắt nam tử nhất định chính là Tà Y cốc chủ. Tức giận nói, địch hưu, ngươi dám mắng bổn điện hạ không đầu óc. Ta nhưng không để danh để họ, dò số chỗ ngồi nhất không được. Khi nói chuyện, Phượng Đế Thu đã cùng Tô Hoa Nam ở trong viện giao khởi tay tới, thấy Tô Hoa Nam vẻ mặt phẫn nộ dưới tiên ảnh xảo quyệt mà độc ác. Phượng Đế Tu cũng nửa điểm không thương hương tiếc ngọc, từng đạo trưởng phong phách về phía Tô Hoa Nam, âm thanh lạnh lùng nói, công chúa. Bản cốc chủ cũng không phải là Mạc Vân Ly sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ăn ta một trường, làm ngươi đối bản cốc chủ nữ nhân tùy ý nhẹ nhục. Hắn nói vận khởi lôi đình một trường phách về phía Tô Hoa Nam, Mạc Vân Ly thấy vậy, thân ảnh chợt lóe, vận khởi một trường tiếp Phượng Đế Tu trưởng phong. Lại cũng chảo một cái đã bắt được Tô Hoa Nam chấp nhất roi tay, đẩy đem Tô Hoa Nam chắn phía sau, hướng Phượng Đế Thu nói, cốc chủ, đây là ta Thiên Trụ Quốc Hoàng nữ. Cốc chủ động thủ trước còn tỉnh tam tư, lại đến, Ly không cho rằng bằng cốc chủ hiện giờ thân thể thích hợp cường động chân khí. Hắn nói xong thấy Phượng Đế Thu nhướng mày lại không hề động thủ, lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm hướng Tô Hoa Nam, trầm giọng nói, công chúa nháo đủ rồi không có. Tô Hoa Nam thấy Mạc Vân Ly xưa nay thanh đạm khuôn mặt thượng giờ phút này tràn đầy túc lãnh chi sắc, hiển nhiên đã là tức giận cực kỳ. Nàng lại híp mắt quét nhàn nhàn đứng Phượng Đế Thu liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm hướng Mạc Vân Ly truyền âm nhập mật. Hướng Mạc Vân Ly nói, Thanh Thanh còn ở trong nhà chờ ngươi, bổn điện hạ mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, nhưng ngươi chính là không thể động thiệt tình. Thanh Thanh ngươi phi cưới không thể, đây là ngươi thiếu nàng. Trong phòng kia nữ nhân có địch cốc chủ như vậy đau sủng, tâm tư cũng không ở trên người của ngươi. Làm biểu muội nhắc nhở ngươi một câu, đừng rơi vào đi, vướng sâu trong vũng lầy trước rút thân còn kịp. Nàng nói xong, thấy Mạc Vân Ly buông xuống nếu mây đen lông mi chợt một hiên. Một đôi con ngươi tựa phá tan mây đen hàn chín trăng lạnh tản mát ra có thể đông cứng thế giới vạn vật lạnh băng nhìn chằm chằm hướng nàng. Không khỏi ánh mắt hơi lánh hạ, một vận khí chấn khai bị Mạc Vân Ly bắt lấy cánh tay, vung tay áo rộng lại là cũng không hề đi nhìn Y Diễm, vô cùng quả quyết mà xoay người đi nhanh rời đi. Y Diễm cũng không để ý bên ngoài như thế nào ầm ĩ, lại sẽ xảo ra cái gì kết quả tới. Nàng đuổi rồi Phượng Đế Tu đi ra ngoài làm sáng tỏ liền liền từ nhi tay dùng nửa chén cháo, lại ăn canh dược. Cũng không biết có phải hay không kia dược chung bỏ thêm an thần dược vật. Bên ngoài còn nháo, nàng liền vượng vượng buồn ngủ, nằm xuống liền thật đã ngủ say. Này Sương Liên Hoa công chúa rời đi, Mạc Vân Ly một thân lạnh lẽo mà đứng ở trong viện quân khanh liệt nhìn một hồi náo nhiệt, quay đầu tự cửa sổ thấy bên trong Y Diễm cũng nghỉ ngơi. Liền cũng không hề ở lâu, hướng Mạc Vân Ly chắp tay liền rời đi. Mà Phượng Đế Tu cũng một bước tam hoàng vào phòng, liền ở Y Diễm khuê phòng ngoại phòng khách chung khoanh chân điều tức lên. Y Diễm tỉnh lại sau vốn định kia Liên Hoa công chúa thế tới rào rạt, không nói được còn muốn lại đến tìm nàng đen đủi, lại không nghĩ kế tiếp hai ngày thế nhưng cực kỳ an tĩnh. Quân khanh liệt tựa bận về việc trong chiều lũ lụt chờ sự. Chỉ mỗi ngày bên vãn lệnh người tới đưa vài thứ, dò hỏi hạ nàng thương huống. Mạc Vân Ly cũng không biết có phải hay không vội vàng trần an Liên Hoa công chúa, đảo cũng không lớn xuất hiện. Chỉ đến xem Y Diễm một lần, biểu tình như cũ thanh mạc trung lộ ra một cổ đồi bại mê hoặc. Liền liền Phượng Đế Thu cũng không thường ở Y Diễm trước mặt xuất hiện, nghe nói hắn nội công tới rồi tinh tiến là lúc trừ bỏ mỗi đêm đêm dài khi, hắn sẽ ẩn vào tới bồi nàng cười đùa một trận. Đãi nàng ngủ liền không có ảnh. Y Diễm khó được qua hai ngày thanh tịnh nhật tử, ở Phượng Đế Thu cho nàng bả vai thay đổi đệ tam hồi dược sau, nàng rốt cuộc được Phượng Đế Thu phê chuẩn có thể hoạt động. Bị nâng trở về Thịnh Phù Thí Tu trong viện. Hiện giờ trong phủ thanh tịnh, chỉ Thịnh Dịch Dương đến Thí Tu viện quan tâm một phen, Y Diễm hết thảy mạnh khỏe, nhưng thật ra nhìn giật phi rõ ràng gầy ốm vài vòng mặt. Y Diễm một trận mềm lòng áy náy. Một hồi mấy ngày liền mưa to tựa hoàn toàn đánh lùi ngày mùa hè khô nóng, Dực Vương trong phủ, phồn hoa bị mưa to ép tới lụn bại thưa thớt, đầy đất tàn hồng. Khiến cho vốn là không khí ủ rột Dực Vương phủ càng hiện thanh lãnh túc mục áp lực tiêu điều. Quân khanh duệ ngồi ở thư phòng ghế thái sư, một đôi hẹp dài đôi mắt chính híp lại nhìn bên ngoài mái hiên thượng treo một con lưu kim lồng chim. Bên trong một con hoàng mao thêu mắt điều chính phành phạch cánh bắt lấy lồng chim nhảy hăng hái, này điều phẩm tướng rất là giống nhau. Một chút đều không sấn kia lưu kim tinh mỹ hoa lệ lồng chim.
Có lẽ là mới vừa hạ vũ, bên ngoài cây rừng bị vũ đánh một mảnh xanh biếc, nhưng thật ra làm nổi bật này chỉ ngay thương màu vàng ám trầm. Nhan sắc xám xịt khó coi muốn chết, thêu mắt điểu cũng sắc thái sặc sỡ không ít, có vài phần nhưng xem thú vị. Thấy nhà mình vương gia xem nghiêm túc, Giang Hàn không dám quấy rầy, vào thư phòng liền vẫn luôn cúi đầu đứng. 3 năm trước đây, phía dưới tiến cống một con sắc thái cực kỳ sặc sỡ thêu mắt điểu, hoàng thượng đem kia điểu ban thưởng cho vương gia cực ái. Chỉ tiếc này điểu không 2 ngày liền chết mất. Vương gia vì thế nổi trận lôi đình, đánh chết 4 cái dưỡng điểu hạ nhân, tiếc hận không thôi. Trong lúc nhất thời phía dưới không ít quan viên đều nghĩ biện pháp tìm kiếm cực phẩm thêu mắt điểu đưa tới vương phủ, liền liền Tiêu phủ Tiêu Yếp Nhi cũng lệnh phụ huynh tìm tới một con. Năm đó dường như cũng là thời tiết này. Tịnh phủ nhị tiểu thư vì bác vương ra cười, thế nhưng nghĩ biện pháp chuồn êm ra phủ, chạy mấy dặm mà đến vùng ngoại ô cánh rừng đi bắt điểu. Có lẽ là thành tâm cảm động ông trời. Trời xanh thế nhưng thật kêu ngốc hề hề nhị tiểu thư bắt được tới rồi như vậy một con hoàng mao thêu mắt điểu. Nàng kia vẻ mặt buồn ô tặng điểu tới, sao chính là ngày ấy vừa vặn Tiêu Yếp Nhi cũng mang theo lồng chim lại đây. Tiêu phủ thìn chim chóc tuy không kịp nguyên bản kia chỉ rạc rỡ, nhưng cũng khó gặp vương gia thỉnh vài vị quý công tử tiểu thư ở vương phủ trong hoa viên thưởng điểu. Thịnh nhị tiểu thư phủng như vậy một con hôi mao còn tàn chân thêu mắt điểu đi vào vương phủ, tình hình có thể nghĩ. Kia điểu bị đương trường dẫm thành nhân thịt, kia nói lắp mỹ nhân ngay lúc đó khóc cầu tiếng thét chói tai tựa còn ở bên tai. Hiện giờ này cá chậu chim lồng, nhưng thật ra cùng ngày đó thịnh nhị tiểu thư đưa tới vương phủ kia chỉ cực giống, nhưng chung quy không phải kia chỉ a. Giang Hàn đang nghĩ ngợi tới, quân khanh Duệ đã quay đầu, nói, nàng trở lại tịnh phủ. Giang Hàn vẻ mặt nghiêm lại, vội nói, là, vương gia thịnh nhị tiểu thư hết thảy đều hảo, sắc mặt hồng nhuận, hạ cỗ kiệu là bị tỳ nữ đỡ tự hành thượng lâu, nghĩ đến thân mình đã mất ngài. Quân khanh Duệ nghe vậy gật đầu, nói, người nào đưa nàng hồi phủ. Giang Hàn vi cắn hạ nha, nói, là Mạc Vân Ly tự mình đưa tiễn, trăm tỷ vương phủ sở thế tử cũng đi, Mạc Vân Ly đưa đến thịnh phủ liền bị thịnh dịch dương nhận được tiền viện phòng khách. Nhưng thật ra chưa đi đến thí tu viện. Quân khanh Duệ sau khi nghe xong trong tay hơi hơi một cái dùng sức, kia tiệt lục giống một uông thủy trúc tiết bút lông cột liền bị hắn gập lại 2 đoạn. Nàng hiện giờ càng ngày càng lóa mắt, được đến càng ngày càng nhiều người chú ý, cái này kêu hắn như thế nào năng động tâm nhẫn tính, hắn chỉ cảm thấy nàng kia ở cách hắn càng ngày càng xa. Thật sự không bao giờ khả năng thuộc về hắn. Giang Hàn thấy vậy không dám nói nữa, lại với lúc này, bên ngoài vang lên xe lăn áp qua phiến đá xanh mặt rõ ràng thanh âm. Tùy theo Tạ Minh Ngọc một bộ áo xanh từ hành lang ngoại hoa mộc tùng trung vòng lại đây, cách cửa sổ nhìn quân khanh Duệ, nói, vương gia nếu không cam lòng liền đi tranh đoạt. Một lần nữa đến hồi tưởng muốn, hà tất tại đây hối hận mà lăn lộn này đó vật chết. Quân khanh Duệ nghe vậy hai tròng mắt nhíu lại, trong tay bị bẻ gãy nửa chi trúc tiết bút đã bắn về phía Tạ Minh Ngọc. Kia bút hồi lăng liệt sát khí lượn vòng mà đến, một tân suy nhược Tạ Minh Ngọc đảo cũng không né không tránh, xưa nay tái nhợt sắc mặt ở mắt mưa thủy, càng thêm xanh biếc nồng đậm. Khỏe mạnh sinh trưởng hoa mộc thất thoáng hạ càng thấy đơn bạc thuần tịnh, chỉ kia nhất điểm chu sa lại minh diễm lên. Ngọc bút tan vỡ một mặt vèo mà bay qua cọ qua hắn gương mặt tái nhợt má phải thượng một đạo huyết châu chậm rãi tràn ra. Quân khanh Duệ lúc này mới trầm khuôn mặt nói, ngươi muốn nói cái gì? Tạ Minh Ngọc giơ tay tùy ý lao kia huyết châu. Không thèm để ý mà đạn lạc kích thích mộc xe lăn hướng thư phòng lại đến gần rồi chút, nhìn quân khanh Duệ nói, vương gia, hiện giờ trung từ quốc nửa giang san đều lâm vào lũ lụt. Vương gia càng nên yêu quốc yêu dân, tại đây khắc đứng ra giải cứu bá tánh với nước lửa bên trong mới là. Quân khanh Duệ nghe Tạ Minh Ngọc nói như thế, nao nao, lạnh giọng lại nói, này cùng trọng đoạt kia nữ nhân có gì quan hệ? Tạ Minh Ngọc lại cười, nói, tự nhiên là có lớn lao quan hệ, vương gia nếu không hề tinh thần sa sút, nghe tại hạ kiến nghị, sự thành lúc sau, vương gia đương nhưng danh lợi mỹ nhân song thu. Chương 89, hôn kỹ quá kém, tỷ muốn dạy dỗ. Tạ Minh Ngọc nói lệnh quân khanh Duệ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trầm giọng nói, Nga. Nguyện nghe kỹ càng. Hắn nói xong, Giang Hàn vội ra khỏi phòng tự mình đem Tạ Minh Ngọc đẩy mạnh thư phòng. Tạ Minh Ngọc đón nhận quân khanh Duệ nặng nề ánh mắt, thần sắc lại trước sau như một thong dong nhàn giật. Nói, xin hỏi vương gia, ra sao cố đem vương gia bước từng bước lui, từng bước sai, thế cho nên hiện giờ long du chỗ nước cạn. Lại là cớ gì hoàng thượng không thể không làm chủ lệnh vương gia cùng nghe thường quận chúa xảy trừ hôn ước, lại vô liên quan. Quân khanh Duệ tay áo rộng vung lên, tay chi với ghế bành trên tay vịn, tư thái lười biếng, sắc mặt lại lãnh lệ lên, nói, nói.
Tạ Minh Ngọc thanh âm hơi trầm xuống, nói, vương gia, này đều là bởi vì vương gia thất ở cái nghĩa tự thượng. Nghe thường quận chúa đại náo tiêu phủ, các bá tánh nhân giác vương gia đối nghe thường quận chúa mất tình nghĩa cố sôi nổi lên án công khai vương gia. Khiến hoàng thượng không thể không khiển trách vương gia. Kim điện phía trên, vương gia thỉnh cầu hoàng thượng lại lần nữa tứ hôn, không tiếc cùng thái tử điện hạ đối chọi gay gắt. Hoàng thượng cảm thấy vương gia đối thái tử thiếu huynh đệ chi nghĩa, tự nhiên càng vì không mừng vương gia. Nhân vương gia nơi trốn không chiếm lý nghĩa hai chữ, đương nhiên liền vô pháp đứng vững gót chân, chỉ có thể bước bách từng bước lui về phía sau. Vương gia, hoàng thượng tuy quý vì ngôi cửu ngũ, nhưng cũng muốn nhớ người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian, nhưng này các bá tánh. Bọn họ kỳ thật cũng không quan tâm nghe thường quận chúa cuối cùng gả cho ai, bọn họ chỉ là nhân giác vương gia mỏng ân quả tính. Lúc này mới chịu đứng ở nghe thường quận chúa một bên. Nghe thường quận chúa cực thông tuệ, nàng thực hiểu dựa thế mà làm, chỉ là nàng nhưng mượn bá tánh chi thế, vương gia lại vì sao không thể đâu. Vương gia, từ nơi nào té ngã, liền nên từ nơi nào bỏ dậy a. Tạ Minh Ngọc nói đến chỗ này, quân Khanh Duệ đã rộng mở thông suốt, minh bạch hắn lời nói ý tứ. Giờ phút này chính vùng Trung Tử Quốc thiên tai, nửa giang san lũ lụt, một cái không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đại náo động. Trong lúc này, ai có thể ở cứu tế an dân thượng lập hạ công lớn, ai đó là Trung Tử Quốc lớn nhất công thần, là vì hoàng đế bày ưu giải nạn lớn nhất trung thần, này phân công lao cướp được tay. Không chỉ có thể trọng hoạch thánh tâm, hơn nữa cũng có thể lung lạc nhân tâm, được đến bá tánh kính yêu. Nếu này phân công lao bị hắn cướp được tay, đến lúc đó các bá tánh chỉ biết mang ơn đội nghĩa, nói hắn cứu dân với nước lửa, yêu quốc yêu dân, kiêm tế thiên hạ. Ai còn sẽ bắt lấy hắn phía trước kia một ít phong lưu sự cùng hoang đường sự không bỏ. Hơn nữa, đến lúc đó hắn lại biểu hiện ra hối tiếc thỉnh cầu hoàng thượng lần thứ hai hạ chỉ tứ hôn, người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn biết sai mà sửa, lúc đó. Thịnh Y Diễm không muốn phản sẽ đã chịu thế nhân khiển trách. Quân Khanh Duệ khóe môi câu lên, nói, trong lúc thời khắc Đông Cung lại như thế nào buông tha lần này công lớn, đem chuyện tốt như vậy nhường cho bổn vương. Tạ Minh Ngọc lại lắc đầu cười, nói, kia lại cũng chưa chắc, đoan xem vương gia như thế nào hành xử. Sứ quán bên trong, Dạ Khuynh cũng được đến Mạc Vân Ly tự mình đưa Y Diễm trở lại Thịnh Phủ tin tức. Hắn vùi đầu phê duyệt từ Thiên Càn Đô thành Tím Diệp thành 800 dặm kịch liệt đưa tới dâng sớ đầu cũng không từng nâng thượng một chút, đạm thanh phân phó nói, chuẩn bị chút lễ vật. Một hồi bổn vương tự mình đi trước Thịnh Phủ thăm. Bạch Tử Thanh Kiều một chân ngồi ở án thư đối diện phía trước cửa sổ phẩm trà. Nghe vậy Tuấn Lãng con ngươi lơ đãng vừa nhấc nhìn Dạ Khuynh liếc mắt một cái. Nho nhỏ Thịnh Phủ nữ nhi, hiện giờ thế nhưng có thể kêu chủ tử cùng Mạc Vân Ly nhân vật như vậy tự mình đi trước thăm. Đào cũng là độc nhất phân. Thị vệ lên tiếng lui ra, Dạ Khuynh châu phê xong cuối cùng một phần dâng sớ bang mà khép lại, lúc này mới nhìn hướng Bạch Tử Thanh, hỏi, người tìm ra sao? Bạch Tử Thanh không dám chậm trễ, vội đem trong tay chung trà buông, lúc này mới nghiêm túc biểu tình trả lời, ngày đó Trung Tử Quốc sinh ra nữ anh tuy nhiều. Nhưng là trên lưng sinh có phượng hình bớt lại chỉ tìm được một cái, thả vị trí kia cũng phi trên vai, mà là đang tới gần lưng địa phương, bớt nhan sắc là màu xanh lá, nhìn thanh thanh một đoàn. Bất quá cũng khó nói này nữ anh lớn lên kia bớt sẽ không có điều thay đổi. Dạ Khuynh nghe vậy trầm ngâm một tiếng, nói kia nữ anh ra sao thân thế. Bạch Tử Thanh thở dài một tiếng, lúc này mới nói, bất quá là nho nhỏ viên ngoại lang gia con vợ lẽ nữ nhi. Hắn nói xong, thấy Dạ Khuynh nhíu mày, liền lại nói, vương gia, này nữ anh xuất thân đê tiện. Thấy thế nào cũng không có khả năng trưởng thành tả hữu thiên hạ quyền bính người a. Có thể hay không kia tử vi các chủ tiên đoán cũng không linh nghiệm, hoặc là kia bạch mi lão đạo sĩ lừa chúng ta. Cấp kia phúc tiên đoán đồ đều không phải là thương sơn tử bút tích thực. Dạ Khuynh ánh mắt khó được nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng chuyển nhẫn ban chỉ, nói, sẽ không, tương sơn tử 13 cái tiên đoán đã ứng nghiệm 12 cái trước sau trải qua 120 năm. Này 120 trong năm đã phát sinh đại sự. Ở hắn sở vẽ kia phó thiên nhãn đồ chung cũng toàn nhất nhất đối ứng, chút nào không kém, không có đạo lý này cuối cùng một cái sẽ làm lỗi. Hơn nữa, kia phó thiên nhãn đồ đã đến cẩn thận phân biệt. Thật là thương sơn tử sở vẽ. Cho là chúng ta còn không có thể tìm đối nữ anh, tiếp tục tìm. Bạch Tử Thanh vội gật đầu hẳn là, Dạ Khuynh dùng hương khăn cọ qua tay từ án thư sau đứng dậy, bên ngoài thị vệ đã cúi đầu bẩm vương ra, lễ vật đều chuẩn bị tốt. Dạ Khuynh đi nhanh mà ra. Bạch Tử Thanh đi theo ra phòng, mắt thấy Dạ Khuynh đi ra ngoài, không khỏi nói, vương ra khó được đối cái nữ tử như thế để bụng, nếu là thích không ngại thủ hạ, đi cấp Long Đế chào hỏi một cái.
Nói vậy Long đế cũng vui đem Nghê Thường quận chúa đưa cho vương gia làm trác phi. Dạ Khuynh nghe vậy bước chân chưa đình, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, một nữ nhân thôi. Bạch Tử Thanh nghe xong hơi hơi một xá, mắt lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, vương gia đối kia Thịnh Y Diễm cũng không nỏ ý. Nhưng nếu như thế, vì sao vương gia lại nhiều lần biểu hiện ra đối Thịnh Y Diễm hứng thú tới? Dạ Khuynh tự mình tới rồi Thịnh phủ, Thịnh Dịch Dương tự nhiên là kinh sợ mà tự mình nghênh ra phủ môn, hàn huyên hai câu Dạ Khuynh liền trực tiếp bị mang hướng Y Diễm khuê viện. Chưa tiến viện, hắn liền trước bị cửa tròn tượng thí thu viện ba cái chữ to cướp lấy ánh mắt, đứng yên bước chân tinh tế nhìn hai mắt. Lại nhìn về phía cùng thí tu viện tôn nhau lên mà thú tích nhan viện ba chữ, không cần hỏi liền cũng biết này tự phân biệt là ai viết. Dạ Khuynh ánh mắt nhẹ lóe, nói, không thể tưởng được Nghê Thường quận chúa tự thế nhưng như thế xuất sắc. Thịnh Dịch Dương vội cười nói, tiểu nữ thủy hứng, khó được địch cốc chủ bất hòa nàng chấp nhặt vương gia thật sự là quá khen. Dạ Khuynh đạm đạm cười, nâng bước hướng trong đi, một mặt nói, đã tới địa phương, liền không nhọc Long Trọng người dẫn đường, Long Trọng người tự đi vội đi. Thịnh Dịch Dương thấy Dạ Khuynh muốn một mình tiến đến thăm Y Diễm, Phi Lăng Hạ, lúc này mới vội theo tiếng xưng là. Mạc Vân Ly an trí Y Diễm sân tuy rằng cũng ở trong thành, nhưng cùng Thịnh Phủ lại là một cái thành đông. Một cái thành tây, Y Diễm một phen lăn lộn sớm liền mệt mỏi, tiễn đi thăm khách nhân liền bổ miên lên. Nàng chính ngủ trầm, đột cảm một đạo tầm mắt đột ngột mà nhìn chăm chú vào nàng. Khiến cho nàng cả người một cái giật mình, trực tiếp từ ngủ say chung mở mắt. Nàng hai trong mắt không có người bình thường sơ tỉnh khi mê mang hoảng hốt, mở mắt ra cặp kia con ngươi chung đó là mắt lạnh chi sắc. Giống mũi tên giống nhau bắn về phía đứng ở bình phong chỗ Dạ Khuynh. Dạ Khuynh ánh mắt từ Y Diễm thanh duệ nhìn chằm chằm tới hai trong mắt dịch khai, liếc mắt nàng giấu ở chăn mỏng chung tay trái, bằng hắn trực giác. Nàng kia trong tay giờ phút này nhất định đã nắm nào đó vũ khí sắc bén. Ở trên giường cất giấu duệ khí, trong lúc ngủ mơ cũng như thế cảnh giác. Trước khi hắn nghe nói Mạc Vân Ly có thể từ đoạt hồn 18 ưng trong tay chạy thoát toàn lại lúc ấy trùng hợp trải qua Y Diễm. Nhưng hắn nhìn Y Diễm căn bản nửa điểm nội lực đều không có, hắn nguyên còn cảm thấy việc này kỳ quặc, lệnh người không thể tin. Cho rằng này trong đó khả năng có khác nguyên do. Y Diễm cứu Mạc Vân Ly bất quá là giấu người tai mắt cách nói thôi. Đây cũng là hắn hôm nay tự mình tới thăm Y Diễm nguyên do, hiện giờ nhìn thấy Y Diễm như vậy cảnh giác phản ứng, lại thấy nàng tái nhợt gầy ốm không ít sắc mặt. Dạ Khuynh đảo giác không cần lại đa nghi. Thấy đứng ở trước cửa người thế nhưng là Dạ Khuynh, Y Diễm hơi kinh ngạc hạ ánh mắt như cũ lãnh duệ, nói. Không nghĩ tới đường đường thiên càn quốc nhiếp chính vương điện hạ thế nhưng cũng là trên tường quân tử. Nàng này một lời, ghé vào mép giường ngủ gật y sao mới thân mình nhảy dựng, bỗng nhiên tỉnh lại, biểu tình mờ mịt mà chung quanh hai mắt thấy Y Diễm nửa người nâng lên. Mà trong phòng không biết khi nào lại vẫn nhiều cái nam nhân, nàng kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa hoảng loạn mà đứng lên. Dạ Khuynh liếc mắt Y Dao. Lại nhìn hướng vẻ mặt trầm lãnh Y Diễm, bình thường nữ tử đều nên là Y Dao cái loại này phản ứng mới đúng, cái này Nghê Thường quận chúa tựa đầy người đều là bí mật. Như vậy một cái bao trùm thần bí áo ngoài nữ tử lại như thế nào có thể không lệnh nhân tâm sinh tìm tòi nghiên cứu. Bổn vương chính là từ Thịnh phủ cửa chính, từ thái phó đại nhân tự mình nghênh vào phủ tới, bổn vương nhưng không được quận chúa này trên tường quân tử chi xưng. Nhưng thật ra quận chúa đạo đái khách lệnh bổn vương tấm tắc bảo là. Dạ Khuynh nói hướng mép giường mà đến. Y Diễm quá không quen tùy thời tùy chỗ bên người đều cùng một đống người hầu hạ khuê tú sinh hoạt này thí tu viện nô tài vốn là so cái khác sân muốn thiếu nhiều. Tầm thường không có việc gì khi Y Diễm còn không chuẩn bọn họ tiến viện này. Thí tu trong viện ngày thường trừ bỏ giật phi cũng liền tử như cùng Y Dao, lúc này đúng là nửa ngày trong viện không có việc gì Y Dao thủ tại chỗ này. Tử Nhi lại mang theo giật phi cầm nhà kho chìa khóa chạy tới cấp Y Diễm tìm tống cổ thời gian tiểu ngoạn ý. Cho nên Dạ Khuynh tiến vào tí thu trong viện căn bản không người tiếp đãi, hắn lúc này mới sẽ trực tiếp vào Y Diễm khuê phòng. Y Diễm nghe xong Dạ Khuynh nói trên mặt lãnh trào chỉ ý liễm đi, nhướng mày cười, thấy Dạ Khuynh đã ở mép giường, liền nói, vương gia là biết lễ minh nghĩa đại anh hùng. Là tiểu nữ tử sơ tỉnh đầu không thanh tỉnh hiểu lầm vương gia. Giống vương gia như vậy biết lễ người lại như thế nào sẽ làm ra am hiểu nữ thử khuê phòng vô lễ việc tới. Tiểu nữ liền tưởng này trong đó tất là có nguyên nhân. Là tiểu nữ thử đãi khách không chu toàn, kêu vương gia chê cười. Y Dao còn không mau đem vương gia tỉnh đi ra ngoài, dâng lên hảo trà tiểu thư ta khởi không được thân, vô pháp tiếp khách. Mau mời thái phó đại nhân tới chiêu đãi vương gia mới hảo.
Y Diễm nói xong, Y Giao mới phản ứng lại đây, vội đứng dậy, nói, vương gia mời theo nô thì rời bước bên ngoài phòng khách. Dạ Khuynh Dương hạ mi, lúc này mới bừng tỉnh, Y Diễm sao có thể không biết hắn là tiến đến thăm bệnh. Tức là tới thăm bệnh mà phi làm cái gì bí ẩn việc, tự nhiên là từ cửa chính bị nghênh tiến vào. Nàng mới vừa rồi rõ ràng là biết rõ, cố hỏi, cố ý oan uổng với hắn, dẫn tới hắn biện dài. Giờ phút này lại thuận lý thành trương cho hắn mang cái biết lễ cao mũ, hào thỉnh hắn đi ra ngoài. Nữ nhân này, nhẫm là giảo hoạt. Dạ Khuynh nghĩ, không những chưa tùy Y Giao đi ra ngoài, ngược lại tiến lên trước một bước. Cúi người tới gần Y Diễm, nói, bổn vương đã là muốn thăm quận chúa chi bệnh, không hảo sinh nhìn một cái quận chúa có thể nào biểu ra thành ý tới. Huống chi, bổn vương hảo tâm tới thăm, quận chúa lại đem bổn vương ra bên ngoài đuổi, này khủng cũng không phải đạo đãi khách đi. Dạ Khuynh thân mình áp xuống tới, Y Diễm nửa nâng thượng thân vội đi xuống trầm, đầu vai vừa động, lại là một trận đau nhức cái trán nhất thời hiện lên mồ hôi. Thân mình nhoáng lên suýt nữa trực tiếp đảo hồi trên giường đi. Mới vừa rồi nàng trong lúc ngủ mơ rõ ràng cảm nhận được một đạo xa lạ mà lực áp bách cực cường, tầm mắt cả kinh dưới làm ra phản ứng, mau chóng nàng theo bản năng đã chú ý thương thế. Chính là hiển nhiên vẫn là khẽ động miệng vết thương, đáng chết. Y Diễm thấp chú, mà Dạ Khuynh thấy nàng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đã là một cái nâng cánh tay đem cánh tay cắm đến Y Diễm nửa nâng vòng eo dưới đem nàng ôm lấy, ánh mắt thanh nhuận. Thấp giọng nói, làm sao vậy? Thương ở nơi nào? Chính là không cẩn thận tác động miệng vết thương. Dạ Khuynh thanh âm ôn hòa, mang theo cho thấy quan tâm. Y Diễm bị hắn ôm ở khuỷu tay, cánh mũi ngửi được một cổ long tiên hương hương vị, đau đớn khiến nàng nhất thời cắn răng, khó phát một lời, trong lòng lại mắng Dạ Khuynh không phải cái đồ vật. Nếu không có hắn cố ý xông tới nàng căn bản sẽ không có này đâu, hiện giờ hắn phép đảo khởi người tốt tới. Nàng còn không có để quá kia cổ duệ đau, liền có thanh hét to truyền đến, vô sỉ dâm côn, buông ra nàng. Khi nói chuyện một đạo bóng trắng lực tới. Một chân bay ra thẳng đá hướng Dạ Khuynh lưng. Dạ Khuynh không thể không đem Y Diễm an trí hảo, xoay người hai ngón tay như kiếm chọc hướng Phượng Đế Tu đá tới gan bàn chân. Phượng Đế Tu thân ảnh vừa chuyển lại hướng Dạ Khuynh đánh ra một trường, giây lát gian hai người đã giao thủ mấy chiêu. Đãi lưỡng đạo thân ảnh tạm nghỉ, Phượng Đế Tu đã hộ ở trước giường, tay phải đầu trên chén thuốc mày may không sái. Mà Dạ Khuynh thân ảnh ở trong phòng đứng yên, khí định thần nhàn. Nhìn cũng vẫn chưa rơi xuống phong, nhưng rốt cuộc là bị buộc ly giường. Nhìn Dạ Khuynh, Phượng Đế Tu mỉa mai mà khơi mào khóe môi, nói, nhiếp chính vương mấy năm nay sống trong nhung lụa, võ công chính là nửa điểm cũng chưa từng tinh tiến a. Dạ Khuynh lại cũng đạm đạm cười, cũng không tức giận bộ dáng, quét mắt Y Diễm, nói, cốc chủ công phu tuy tinh tiến một tầng, nhưng giờ phút này thân phụ nội thương, trong cơ thể chân khí hỗn loạn. Chỉ sợ thật động khởi tay tới, thời gian dài cũng chưa chắc là bổn vương đối thủ. Phượng Đế Tu sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, kia liền thử xem. Hắn nói liền muốn động thủ, rũ cánh tay chưa nâng lên lại không ngờ thế nhưng bị một con trắng thuần mảnh khảnh tay kéo trụ, Phượng Đế Tu hơi kinh ngạc cúi đầu. Lại thấy Y Diễm một tay kiên định bất di mà bắt lấy hắn, ánh mắt lại chính dừng ở Dạ Khuynh trên người, nói tiểu nữ tại nhiếp chính vương tự mình tới thăm tiểu nữ. Hôm nay tiểu nữ thật không có phương tiện chiêu đãi điện hạ, ngày sau định tới cửa chí tạ Y Giao, tiễn khách. Y Diễm như vậy minh xác mà kiên quyết mà đuổi người. Dạ Khuynh cũng không phải kia chờ càn quấy người, ánh mắt ở Y Diễm cùng Phượng Đế Tu chi gian vừa chuyển, trong mắt cười như không cười, toại nói. Xem ra bổn vương hôm nay tới thật đúng là không phải thời điểm, bổn vương liền chờ quận chúa ngày sau tự mình tới cửa chí cảm tạ. Dạ Khuynh dứt lời, dứt khoát mà xoay người, Y Giao đi theo đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng liền chỉ còn lại có Y Diễm cùng Phượng Đế Tu hai người. Người bị thương, sao lại thế này? Ngươi vì sao không nói cho không gọi ngươi lộn xộn, ngươi sao lại thế này? Ta nhìn xem. Phượng Đế Tu hưng sư vấn tội thanh âm cơ hồ cùng Y Diễm dò hỏi thanh đồng thời vang lên, hai người biểu tình đều hung ba ba, trong mắt đồng dạng đều là chất vấn cùng duệ sắc. Chỉ là nói ra nói lại rõ ràng tràn đầy đều là đối lẫn nhau quan tâm. Hai người hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ mở miệng, thanh âm rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, bất giác toàn ngơ ngẩn, lời nói cũng đều đoạn ở trong cổ họng. Ngày ấy Phượng Đế Tu chợt nghe được Y Diễm xảy ra chuyện, rốt cuộc nội tức không điều, bị nội thương. Sau đó ở điều tức trước khi đến đây hắn vốn không nên lại tùy ý vận dụng nội lực, thiên Y Diễm vai thương quá là nghiêm trọng. Phượng Đế Tu không thể không dùng nội lực khâu lại toái cốt. Sau lại sử dụng nội lực thôi hóa khâu lại tuyến trung tục cốt dược, sử dược hiệu có thể lớn nhất phát huy. Ngày đó cho nàng xử lý quá miệng vết thương.
Hắn nội thương liền lại nghiêm trọng không ít, này hai ngày tuy tận lực điều chỉnh, nhưng nội thương đều không phải là một hai ngày liền có thể điều chỉnh thấy hiệu quả. Việc này hắn bổn không muốn Y Diễm biết được, lại không nghĩ rằng bất quá động mấy chiêu thế nhưng kêu Dạ Khuynh cấp thử ra tới. Giờ phút này Phượng Đế Tu thấy Y Diễm nắm chặt cánh tay hắn. Lại hỏi ra nói như vậy tới, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hắn con ngươi duệ sắc cùng âm trầm nhất thời liền bị nồng đậm sung sướng tinh sán cắn nuốt. Đáy mắt cực nóng giống bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, tiếp theo hắn không đợi Y Diễm phản ứng rồi đột nhiên áp xuống thân mình bắt Y Diễm môi. Hôn tới đột nhiên mà cực nóng, không phải chuồn chuồn lướt nước thiển hôn, một nhào lên tới đó là thế tới rào giặt xâm lược. Y Diễm chỉ cảm thấy nam nhân giống được hơi thở mãnh liệt mà đánh sâu vào đầu óc. Nàng chưa cảm nhận được hắn môi dán lên tới độ ấm, kia ấm áp lưỡi liền đã cạy ra nàng hàm răng va chạm tiến vào, tùy ý mà quấy, gặm cắn, xâm lược tính mà đem nàng vây quanh cắn nuốt. Thả hướng nàng truyền lại đáy lòng trào dâng tình tố cùng kích động. Không hề dấu hiệu hôn sự Y Diễm ngẩn ra nửa ngày, đâu có một lát chỗ trống trạng thái, chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Thẳng đến nho nhỏ cặp môi thơm bị nào đó hoàn toàn không kỹ xảo tính nam nhân rào mà tê dại, nàng mới phát ra một tiếng hừ nhẹ, phục hồi tinh thần lại. Nha, đều nói nam nhân ở nữ sắc phương diện không thầy dạy cũng hiểu, nhưng Phượng Đế Tu hôn kỹ thật sự không phải giống nhau kém cỏi, này không phải lần đầu tiên. Nhưng hắn tựa nửa điểm bí quyết cũng chưa sờ đến, hoàn toàn là đấu đá lung tung. Y Diễm chửi thầm, hôm nay nàng cần thiết đến làm thằng nhãi này biết, hôn có lướt qua tức ngăn, cũng giống như keo tựa sơn, hôn có triền miên lâm ly, cũng có tình cảm mãnh liệt vô hạn. Cũng không phải là giống hắn như vậy càng hung tàn mới càng có thể gây xích mích nữ nhân tâm. Nghĩ, nàng bị hút duẫn phát đau lưỡi thơm bỗng nhiên liền động lên, bất quá linh hoạt mà vừa chợt liền thoát đi Phượng Đế Tu dã man duẫn hút. Phượng Đế Tu ti ngày ấy cường hôn qua Y Diễm. Nhưng nàng ở giữa trừ bỏ dãy ruộng, căn bản không biểu hiện ra đáp lại, đây là lần đầu Y Diễm có điều phản ứng. Phượng Đế Tu chỉ cảm thấy một cái hương mềm trơn trượt đồ vật nhẹ nhàng cọ qua đầu lưỡi của hắn, lại như là mang theo điện lưu giống nhau thẳng kêu hắn cả người cứng đờ, ngực một tô. Y Diễm lại đã thừa dịp Phượng Đế Tu ngây người, sau này một ngưỡng rời đi hắn môi, tiếp theo ở Phượng Đế Tu trừng mắt hết sức, nàng xinh đẹp cười. Nâng lên chưa từng bị thương tay trái hư hư vòng qua hắn cổ, nhẹ cong, nhắm lại con ngươi, ngửa đầu chủ động bắt Phượng Đế Tu môi. Nàng cánh hoa lăng môi dán lên hắn, cũng không sốt ruột thâm nhập mà là nhợt nhạt khẽ hôn, dùng nàng mềm mại mà hơi lạnh môi từng cái ấn hắn. Môi động nàng chóp mũi đều khiêu khích dường như chạm qua hắn, nữ nhân cùng nam nhân đôi môi tiếp xúc tách ra tả hữu cọ sát nhẹ nhàng đè ép. Hoãn, nhu, lại mang theo vô tận triền miên, cảm nhận được Phượng Đế Tu hô hấp thô nặng lên, Y Diễm khóe môi một câu tiền diễn kết thúc lưỡi thơm lúc này mới động lên. Chương 90, mỗ nam quá không trải qua khiêu khích. Y Diễm lưỡi thơm nhẹ nhàng dò ra chậm rãi ở Phượng Đế Tu trên dưới môi qua lại du tẩu tiểu mà hoạt đầu lưỡi thỉnh thoảng đạn bát hắn khẽ run đôi môi, nàng nửa mị thủy mắt nhẹ nhàng trợn mắt. Trong mắt lại minh diễm như nước ba quang đong đưa tựa giận tựa bực mà lực hắn liếc mắt một cái. Phượng Đế Tu chừng lớn mắt Phượng nhất thời mê ly lên, nếu chịu mê hoặc nhắm hai mắt lại, tùy ý nàng phấn nộn cánh môi kẹp lấy hắn môi trên nhẹ nhàng duẫn hút lại dùng lưỡi thơm khiêu khích. Hàm răng khẽ cắn, kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn, lại lạnh lạnh nhu nhu, còn mang theo thiếu nữ hương thơm môi lưỡi như vậy có khiêu khích ý vị câu lấy tâm hồn, Phượng Đế Tu trong lòng từng đợt nhộn nhạo. Chỉ cảm thấy xương cốt đều phải bị này yêu tinh đều liếm tô. Từng đợt điện lưu thoáng động đến khắp người, cuối cùng đều biến thành sao động hỏa chen chúc bôn đến bụng nhỏ. Rào rạt bốc cháy lên dục hỏa, sôi trào nếu ngàn năm núi lửa dục tìm xuất khẩu phun trào mà ra. Nữ nhân hiển nhiên còn không biết chính mình chọc như thế nào hỏa, lưỡi thơm đảo qua, liền hướng hắn môi trung toàn. Phượng Đế Tu bỗng nhiên bắt Y Diễm cái lưỡi, hung hăng một hút thẳng đau nàng ưng một tiếng, lên án mà mở vũ mị con ngươi trừng mắt hắn, Phượng Đế Tu lại không chút nào để ý tới. Ngậm nàng lưỡi thơm liền đem kia một đoạn phấn nộn nộn đầu lưỡi mang vào chính mình trong miệng, tùy ý nhấm nháp. Tại đây đồng thời, ầm một thanh âm vang lên. Vẫn luôn bị hắn đoan ở trong tay canh chén rơi trên mặt đất bốn nước vẩy ra, Phượng Đế Tu đã nhào lên giường đè ở Y Diễm trên người, môi lưỡi cực nóng mà cuốn nàng. Rốt cuộc là đã hiểu thương hương tiếc ngọc, không hề ngang ngược mà sàng bậy, mà là tùy nàng hút duẫn, liếm láp triền miên. Môi lưỡi giao triền, khó phân lẫn nhau, hô hấp tương tiếp, hỏa hoa bắn ra bốn phía, bổn to rộng giường bạt bộ tựa nhân nam nhân xâm nhập mà nhỏ hẹp lên, ái muội không khí thiêu đốt. Điểm điểm đều là sao động.
Cảm nhận được Phượng Đế Tu tiến bộ, Y Diễm nhướng mày, lưỡi thơm lớn mật mà hướng hắn trong cổ họng thăm, không nghĩ Phượng Đế Tu lại đột nhiên giơ tay, li nàng Phương Tân bốn phía môi đỏ. Y Diễm mở mờ mịt thủy mắt nhìn hướng Phượng Đế Thu, lại thấy hắn ngẩng đường cong tu nhận cổ vài phần chật vật mà thở hổn hển, cảm nhận được nàng ánh mắt, hắn cúi đầu khóa nàng. Hẹp dài trong mắt nùng mặc sắc thái giống kích động sóng chiều hải, gào thét suy nghĩ muốn đem nàng cắn nuốt. Y Diễm bị hắn nhìn tâm cổ bang bang mà nhảy, hai má càng thêm đỏ bừng lấy máu, nếu thịnh phóng phù dung, đãi nhân hái. Nữ tử như thế quyến rũ, Phượng Đế Thu hai tròng mắt nhíu lại, hung tợn mà cúi đầu đem gương mặt đè ở Y Diễm chưa bị thương hõm vai, thở dốc hai hạ thanh âm ám ách như xa. Vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, người nữ nhân này, nếu không nghĩ giờ phút này cho ta, liền đừng lại trêu chọc ta. Hắn nói xong, chống ở nàng hai vai cánh tay hơi hơi vừa động, thân mình trầm xuống đè ở Y Diễm mạn diệu trên người, vòng eo một đỉnh. Y Diễm thở hốc vì kinh ngạc, Phượng Đế Thu là động tình. Nàng hai má hồng thấu, lại nhịn không được chửi thầm, này nam nhân cũng quá dễ dàng khiêu khích chút, sắc quỷ. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, đảo như là trước nay cũng không chạm qua nữ nhân thân mình, Y Diễm xem Phượng Đế Thu tuổi cũng không tính nhỏ. Tầm thường nam tử giống hắn như vậy, chỉ sợ hài tử cũng đều có, thằng nhãi này lại dường như thật là cái thanh thuần, như thế có chút kỳ quái. Nhưng cái này nhận chi lại cũng làm Y Diễm rất là thoải mái, ở Phượng Đế Tu lên án mà cảnh cáo Thanh Lạc Hậu, nàng gợi lên môi tới, ngoài miệng lại nói, ta còn chịu thương đâu, cầm thú. Dứt lời, bỗng nhiên một chân nâng lên liền đi đá hướng Phượng Đế Tu, nhưng Phượng Đế Tu giống như liêu chuẩn nàng phản ứng, thân ảnh vừa động đã nằm ở Y Diễm bên cạnh người. Một cái chân dài đường ngang nàng hai chân, một kẹp lệnh nàng lại khó nhúc nhích. Hắn này một áp cái gì đó liền để ở nàng eo sườn. Cách chân mỏng cùng quần áo Y Diễm cũng chỉ rắc lửa nóng nàng tâm, nâng lên tay trái đi đánh hắn, Phượng Đế Tu lại ôm đồm tay nàng cổ tay, ấn ở bên cổ, nâng lên thân tới, nói, đừng náo loạn. Lại nháo an ngươi, dù sao đều bị mắng cầm thú, ra không ngại càng cầm thú một chút. Thấy Phượng Đế Tu thanh âm đã tối ách kỳ cục, Y Diễm là này không dám lộn xộn, tùy ý Phượng Đế Tu dựa vào nàng bên cổ thở dốc nửa ngày, lúc này mới khôi phục thái độ bình thường. Buông ra nàng xoay người dựng lên, nói ta xem thương thế của ngươi. Nói xong, hắn đẩy ra nàng vạt áo, thấy dây cổ thượng loang lổ điểm điểm đã tràn đầy vết máu, không khỏi sắc mặt phát lạnh, trừng hướng Y Diễm, nói. Từ hôm nay trở đi này trong viện bọn nô tì không bao giờ có thể như thế lười nhác không thành quy củ. Y Diễm nghe vậy nhướng mày, nói ta hỉ thanh tịnh không quen như vậy nhiều người cả ngày ở mí mắt hạ hoàng, nói nữa, liền xem như viện này chung tràn đầy hạ nhân. Thật gặp được giả khuynh loại người này muốn xông tới, lại có ích lợi gì? Ta trong viện sự, ngươi đừng động, hôm nay là ngoài ý muốn. Phượng Đế Tu lại mê híp mắt. Nói, ngoài ý muốn, ngươi bị thương cũng là ngoài ý muốn, ba ngày hai đầu ngoài ý muốn, ngươi nữ nhân này còn hảo thuyết ngoài ý muốn. Ngươi không muốn như vậy nhiều người thủ ngươi cũng thế. Ta đưa hai người tới, liền canh giữ ở viện ngoại, bình thường không cho bọn họ quấy rầy ngươi tốt không? Thấy Phượng Đế Tu khi nói chuyện đã cắt khai băng vải, Y Diễm gật đầu, nói, hảo. Phượng Đế Tu không nghĩ tới Y Diễm sẽ như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi, chỉ cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, thấy nàng một ngụm đồng ý, không khỏi trong lòng vừa động, nói. Diễm Diễm như thế quan tâm ta. Lại như vậy nghe lời, cũng bất hòa ta phân lẫn nhau, còn chủ động hôn nhân ra hắn nói khuynh hạ thân tới, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Y Diễm, nói. Diễm Diễm có phải hay không rốt cuộc phát hiện ra hảo, lại gặp được ra tuyệt thế vô song dung mạo yêu gia này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Y Diễm nghe Phượng Đế Thu dõng dạc mà tự xưng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, như là hắn kia trương yêu nghiệt vạn phần khuôn mặt đảo thật đúng là phản bác không được, chỉ lại lười biếng mà cong cong môi. Nói, đã là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, ta tự nhiên là muốn nếm thử tư vị. Thân ngươi lại cái gì hảo kỳ quái? Quan tâm ngươi? Đó là bởi vì ta này một cái cánh tay còn dựa vào trên người của ngươi ta nhưng không nghĩ từ đây sau thành nửa cánh tay mỹ nhân. Nghe lời, liền càng không cần phải nói. Có người miễn phí đưa ta hai cái cao thủ làm bảo tiêu, ta làm gì chối từ, lại không phải ngốc tử. Đến nỗi yêu ngươi sao? Y Diễm giơ tay hoa Phượng Đế Tu cầm, đầu ngón tay điểm quá hắn hơi trọn khóe môi, nói, nằm mơ. Nói xong, ở hắn há mồm mút trụ nàng chỉ trước liền nhanh chóng thu hồi tay, nói, ngươi bị nội thương. Chính là cùng ta có quan hệ. Phượng Đế Tu nghe vậy nhướng mày, cợt nhả nói, ta muốn nói đều là bởi vì Diễm Diễm ta mới bị trọng thương, Diễm Diễm có thể hay không cảm động mà liền lập tức yêu ta.
Y Diễm thấy hắn không cái đứng đắn dạng, rõ ràng ở che lấp, nghĩ đến Tử Nhi nói Kim Bảo Bạc Bảo huynh đệ gần nhất bất hòa, còn có Phượng Đế tu trước hai ngày cả ngày không thấy. Mỗi đến ban đêm mới đi thăm nàng, dưới ánh trăng cũng có vẻ mệt mỏi tái nhợt, sắc mặt càng thêm cảm thấy hắn thương mà không nhẹ, thả tất nhiên việc này cùng nàng có quan hệ, tâm một xúc liền nói. Kia cũng không nhất định đâu, ta như vậy mềm lòng, không chừng thật liền yêu đâu. Phượng Đế Tu nghe vậy tâm rung động, thanh âm khàn khàn hai phân, nói ta đảo tưởng a, nhưng này tương sao liền cùng ngươi không quan hệ đâu. Bất quá là trước hai ngày đạt tỏa khi một phân thần vận xóa khí, cũng không tính nghiêm trọng. Nếu bằng không ta sao lại không biết đúng mực, còn dễ dàng vận dụng nội lực. Chỉ là điểm này thương thế nhưng có thể đến Diễm Diễm như thế quan tâm. Ta thật sự vui mừng, sớm biết khổ nhục kế như thế hữu dụng, lần sau ta nhất định phải vì Diễm Diễm thương tượng một hồi, hảo kêu Diễm Diễm cảm động trực tiếp gả cho ta mới hảo. Y Diễm thầm nghĩ Phượng Đế Tu chính là tối sầm tâm địa, nàng đều như vậy nói, hắn lại sao có thể từ bỏ đánh hạ nàng tâm phòng rất tốt cơ hội, hắn như vậy nói liền tất nhiên là nói thật. Cố Y Diễm liền cũng không hề nhiều yêu, chỉ giơ tay đẩy ra hắn gần trong gang tấc tuấn mặt, nói, có ngươi lời này, lần sau ngươi bị thương. Ta liền dùng dao nhỏ ở kia miệng vết thương thượng hung hăng lại thọc thượng một đao. Phượng Đế Tu nhướng mày. Lại nói, mạnh miệng ra đảo nhìn xem đến lúc đó ngươi nữ nhân này có bỏ được hay không. Nói xong, cấp Y Diễm khép lại vạt áo, lại nói, miệng vết thương rạn nứt, ngươi lại lăn lộn hai lần. Này cánh tay đại la thần tiên cũng cứu không trở lại, ngươi liền chờ đương cái nửa cánh tay mỹ nhân đi. Nói hắn thân ảnh thanh phong một lượt đã xuống giường. Lại nói, đến một lần nữa xác thuốc ta lại điều chỉnh hạ dược phương. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, một mặt thở ngắn than dài địa đạo. Đường đường tại y cốc chủ đều thành cho ngươi nhóm lửa xác thuốc tiểu dược đồng, ai tưởng cưới phong tức phụ sao liền như vậy khó đâu. Thấy Phượng Đế Tu phe phải đầu thở dài đi ra ngoài, Y Diễm chọn môi cười, huyễn như hoa khai. Một canh giờ sau, Y Diễm nằm ở trên giường ngửa đầu một hơi rót hạ nửa chén hắc nước thuốc, thẳng bị kia sợi cay đắng hướng thiếu chút nữa nôn mửa ra tới, thấy nàng biểu tình thống khổ. Tử Nhi không khỏi nhíu mày nhìn hướng chính thành thơi dựa vào bác cổ giá biên Nhi thưởng thức phía trên một con bạch ngọc là lướt kỳ lân vật trang trí Phượng Đế Tu. Nói, cốc chủ tiểu thư này dược sao cùng hoàng liên canh giống nhau, nô thì nghe này hương vị liền phạm ghê tởm, liền không thể đem dược đổi thành không khổ, như thế nào lại đột nhiên thay đổi dược a? Y Diễm từ giật phi bưng mâm thượng về mấy viên mứt hoa quả ném vào trong miệng hàm nửa ngày, lúc này mới đem đầy miệng cay đắng áp xuống đi chút, nhìn chằm chằm hướng Phượng Đế Tu, vẻ mặt hồ nghi. Thằng nhãi này cho nàng thay đổi dược không nói, thế nhưng đổi thành như vậy khổ dược, nửa chén đi xuống nàng cảm giác năm bụng sáu giờ đều ngâm mình ở khổ nước, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Hắn là ở nhân giả khuynh tới chơi một chuyện buồn bực, cố ý sửa trị nàng. Thấy Y Diễm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lại đây. Phượng Đế Tu đem trong tay kỳ lân vật trang trí thả lại đi, vài bước tới rồi mép giường, tiếp nhận Tử Nhi trong tay chén thuốc, nói, thuốc đắng dã tật, ai cho các ngươi tiểu thư không nghe lời. Lại đem miệng vết thương tránh nứt, không cần khổ dược nhưng hảo không được. Dứt lời hắn đặt mông ngồi ở mép giường Nhi, híp mắt nhìn Y Diễm, nói, như thế nào ta coi Diễm Diễm như là hoài nghi ta dụng tâm lương khổ đâu, không được. Ta phải chứng minh chính mình trong sạch. Phượng Đế Tu nói bưng lên chén thuốc liền muốn thấu thượng miệng đi, hiện giờ này trong phòng không chỉ có Tử Nhi, còn có Giật Phi, Y Diễm thấy Phượng Đế Tu hành động liền minh hắn ý. Nơi nào làm cho hắn miệng đối miệng mà cho nàng đút dược. Không đến dậy hư tiểu hai tử, nàng cả kinh một phen đoạt qua chén thuốc, không nói hai lời ngửa đầu liền đem dư lại khổ nước thuốc đều tưới dạ dày chung. Cầm chén thuốc nhét vào Tử Nhi trong tay liền đoạt quá Giật Phi trong tay cái đĩa bắt mứt hoa quả một trận mãnh thêm. Phượng Đế Tu nhìn nàng cặp kia má phình phình mơ hồ lại là ánh mắt thoái tinh, nói, này liền đối với, Diễm Diễm lại không nghe lời, lần tới này giờ còn phải khổ thượng ba phần. Y Diễm nghe hắn như vậy nói càng thêm hồng nghi, nhưng chưa tới kịp thẩm vấn, Y Giao liền phủng một đại mâm châu báu trang sức tiến vào, nói, tiểu thư. Trong cung lại tới ban thưởng, nói là ngày sau trong cung mở tiệc vì Liên Hoa công chúa cùng thiên trụ sử đoàn đón gió tẩy trần, cũng vì tiểu thư an ủi khánh công. Thỉnh tiểu thư nhất định phải tham gia cung yến. Này đó đều là trong cung chuyên môn ban cho tới, cung tiểu thư chọn lựa giả dạng. Y Diễm nghe vậy nhíu mày, lần trước nói là thịnh yến, kết quả nàng đi theo đi ngự uyển thiếu chút nữa không bị nắng gắt công chúa tính kê đến, hiện giờ lại là cái cung yến. Ngẫm lại đều rất nhàm chán. Thấy Y Diễm vẻ mặt phiền chán, Phượng Đế Tu liền nói, không nghĩ đi liền không đi hào.
Y Diễm lại chừng hắn một cái, nói, hoàng mệnh không thể trái, ta chính là thang đấu tiểu dân, nào dám giống đại gia ngài như vậy tùy tâm sở dục a. Nếu này cung yến chỉ là vì cấp thiên trụ sử đoàn đón gió, nàng còn nhưng mượn cớ ốm không đi. Nhưng nếu nói cung yến còn đầy hứa hẹn nàng an ủi khánh công ý tứ, nàng nơi nào có thể chơi đại bài không ra tịch. Tại đây xã hội phong kiến, lấy sức của một người ý đồ chống lại hoàng quyền. Kia không phải ngại nhật từ quá hảo quá, chính là xuyên qua xuyên choáng váng. Cùng yến là vào đêm sau ở Bình Minh trong điện cử hành, trong cung tự mình phái xe ngựa tiếp Y Diễm tiến cung, nàng tiến cung khi đã là bên vãn thời gian, ánh nắng chiều lưu màu thanh phong đưa sảng. Mùi hoa bốn phía, hồng cẩm phô địa, đèn cung đình cao quải. Trong cung một mảnh phồn hoa cảnh tượng, Y Diễm nhân bị thương, xe ngựa chạy qua đặc chuẩn, một đường sử tiến cung môn. Trực tiếp đem nàng đưa đến ở cung yến bắt đầu trước cung quý nữ nhóm tạm thời nghỉ ngơi nghỉ chân trọng hoa điện. Nàng xuống xe ngựa theo cung nhân vào trọng hoa điện liền có một đoàn quý nữ nhóm xông tới, nhiệt tình mà hỏi thăm nàng thương thế. Y Diễm cùng đại gia hàn huyên vài câu liền cùng phủ thừa tướng Vương Minh Phỉ lặng yên lui ra tới. Diễm Diễm thì tỉ ngươi muốn ta làm sự ta đều làm tốt, chỉ là cô mẫu nàng gần nhất thân mình thật không tốt, nói là không tinh lực tiếp đại Diễm Diễm thì tỉ. Bất quá cô mẫu lại kêu Thu cô cô đại nàng trông thấy Diễm Diễm tỷ tỷ, Thu cô cô là ta cô mẫu của hồi môn, đi theo cô mẫu đều 20 năm sau. Cô mẫu biết đến chuyện này không nàng không biết nơi này Thu cô cô đã chờ Diễm Diễm tỷ tỷ, tỷ tỷ mau cùng ta tới. Vương Minh Phỉ nói hướng Y Diễm thỉnh công mà chớp chớp đôi mắt, một mặt mang theo Y Diễm đi ra ngoài, một mặt lại nói, Diễm Diễm tỷ tỷ đưa tới cái loại này kêu bánh kem điểm tâm cũng thật ăn ngon. Chính là nhà ta hạ nhân tay bổn thực làm tổng không Diễm Diễm thì thì đưa tới hảo. Y Diễm tự đắc biết này thân thế lại vấn đề sau liền nhớ thương việc này, giờ phút này nàng chính là thịnh Y Diễm. Nàng không hy vọng có bất luận cái gì không ở khống chế tiềm tàng nguy hiểm tồn tại. Nghĩ đến Long Đế lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi kỳ quái phản ứng. Y Diễm trực giác hẳn là cha một cha việc này hảo. Trên đời này là có rất nhiều không có huyết thống, rồi lại dung mạo tương tự người. Có thể tưởng tượng đến ngày ấy Long Đế đặc biệt kích động phản ứng, còn có mỗi lần hắn nhìn chính mình cổ quái ánh mắt. Nếu bản tôn là thịnh dịch dương nữ nhi cũng liền thôi, nhưng từ Thẩm Hoa Nga trong miệng biết được đều không phải là như thế kia Diệp Ly trên người có dường như sương mù thật mạnh. Y Diễm liền tổng giác Long Đế phản ứng sẽ không chỉ là vừa khéo nàng giống như hắn cố nhân. Nàng âm thầm cũng tra xét chút Long Đế việc nhưng cũng chưa tìm được hữu dụng tin tức liền tưởng tìm cái trong cung lão nhân hỏi thăm một vài. Mà Vương Minh Phỉ con vợ lẽ cô đúng là Long Đế như phi, ở Long Đế chưa đăng cơ khi, nàng bị hứa cho Long Đế vì quý thiếp. Hiện giờ ở trong cung cũng không được sủng ái. Hơn nữa cũng không có thể sinh hạ con nối dõi, nên không phải đặt mình trong quyền lợi trung tâm người, Y Diễm tưởng nàng đối Long Đế trong miệng vị kia Vân Tỷ thì có lẽ sẽ có một ít nghe thấy. Nàng hướng như phi tìm hiểu, như phi cũng định sẽ không giấu giếm hoặc mượn này sinh sự. Cố nàng ở hai ngày trước đã chịu cung yến tin tức sau liền lệnh Tử Nhi đang phủ thừa tướng môn, hy vọng có thể thông qua Vương Minh Phỉ tỉnh thấy như phi một mặt. Y Diễm đi theo Vương Minh Phỉ ra điện, bất quá vòng lưỡng đạo hành lang gấp khúc liền bị nàng đưa tới một chỗ trống trải bên hồ. Hồ nước ở dáng màu hạ liễm diễm ba quang, đỉnh giữa hồ chung một người mặc cung trang lão ma ma chính hầu, thấy Vương Minh Phỉ dẫn Y Diễm lại đây, vội hành lễ, nói. Lão nô cấp nghe thường quận chúa thỉnh an, gặp qua tiểu tiểu thư. Y Diễm giơ tay hư đỡ một chút, nói, cô không cần đa lễ, là ta làm phiền cô. Vương Minh Phỉ cười, nói, Diễm Diễm tỷ tỷ có chuyện gì như tự quản hỏi cô đó là ta đến bên kia nhìn một cái hoa sen đi. Nàng nói hì hì cười liền tung tăng nhảy nhót ra đình giữa hồ. Nơi này bốn phía đều là hồ nước, không sợ bị người nghe lén, Y Diễm biết định là trước mắt Thu cô tìm địa phương. Càng thêm cảm thấy như phi không đơn giản, hôm nay nàng đương có thể hỏi đã có dùng tin tức. Cũng bất hòa Thu ma ma nhiều làm hàn huyên, Y Diễm liền trực tiếp hỏi, ma ma ở trong cung nhiều năm, có biết hoàng thượng có vị họ Vân, hoặc là khuê danh gọi Vân tỷ tỷ. Thu ma ma không nghĩ Y Diễm sẽ hỏi cái này, sừng sốt một chút, lại nhăn lại mày, nói, hoàng thượng có huynh đệ ba cái, chỉ một cái muội muội thả phương hoa mất sớm. Vẫn chưa nghe qua hoàng thượng có cái gì tỷ tỷ, hoặc là kết nghĩa tỷ tỷ a. Y Diễm nghe vậy đạm đạm cười, nói, cái này ta biết, nói như thế, ta lần trước tiến cung gặp mặt hoàng thượng mới gặp ta khi hiển nhiên đem ta nhận thành một vị cố nhân. Còn gọi ta Vân tỷ tỷ, hoàng thượng biểu tình khen ngược như là nhìn thấy thất lạc nhiều năm tình nhân giống nhau. Kỳ quái chính là, lúc ấy hoàng hậu nương nương cũng ở đây.
Nhìn đến hoàng thượng như thế, nương nương lại là đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, nhìn đảo như là bị đả kích thương tâm quá độ. Việc này tiểu nữ trở về mỗi khi nhớ tới liền tổng giác bất an. Cho nên mới muốn nghe được một vài, lại không biết ma ma cũng biết này trong đó đến tột cùng. Tu ma ma nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng không đủ trong chớp mắt nàng liền đem khắc thường ẩn tàng rồi lên. Rốt cuộc là trong cung lão nhân tinh, người bình thường khả năng nhìn không ra nàng khác thường tới, nhưng y diễm lại là học quá phi biểu tình, nàng bất khóa liếc mắt một cái liền biết. Này tu ma ma tất nhiên là nghĩ tới cái gì? Lần trước quận chúa tiến cung hoàng hậu nương nương té xỉu một chuyện lão nô cũng biết, chẳng lẽ không phải quận chúa ngôn ngữ va chạm hoàng hậu nguyên nhân sao? Này liền kỳ quái, hoàng hậu nương nương tự gả cho hoàng thượng. Vẫn luôn liền bị chịu long dùng. Lão nô cũng chưa bao giờ nghe nói hoàng thượng có người yêu khác, nếu nói hoàng thượng nhất để ý nữ nhân kia cũng nên là quá cố nguyên hậu. Nhưng nguyên hậu cũng không họ Vân, khuê danh cũng không có Vân tự, càng là so hoàng thượng tiểu thượng vài tuổi a. Thấy tu ma ma không chịu nói thật ra, y diễm há có thể không biết sự thiệp hoàng đế, nàng không dám nói bậy khủng đưa tới mối họa. Y diễm tiến lên một bước, hướng tu ma ma trong tay tắt một chương ngân phiếu. Thấy nàng dục chối từ, vội cầm tay nàng, nói, ma ma ta hỏi cái này cũng chỉ là cầu cái minh bạch, hoàng thượng hắn nhìn ta ánh mắt thật sự cổ quái, ta này trong lòng sợ hãi ma ma yên tâm. Ma ma lời nói ta vạn sẽ không để lộ ra đi, cũng vạn sẽ không cấp như phi nương nương chiêu đi cái gì tai họa. Thu ma ma thấy y diễm biểu tình trịnh trọng, ánh mắt thanh minh, rốt cuộc than một tiếng, nói tiểu thư mang theo quận chúa lại đây, lão nô lại như thế nào không tin quận chúa. Không dối gạt quận chúa, trước kia hoàng thượng còn không có ở tiềm để khi. Cũng chính là chúng ta tiểu thư vừa mới bị nâng tiến vương phủ khi, trong phủ từng có quá một ít đồn đãi. Nghe đồn, vương gia hắn yêu thương Tục Huyền vương phi cũng không phải bởi vì vương phi dung mạo kiều mỹ, mà là bởi vì vương phi lớn lên có 5-6 phân giống như tiên đế gia Hà Quý phi.